Mặc dù trời mấy chuyển đông rất tăm tăm, đây là một buổi chiều của mùa đông. Nhiệt độ hiện tại bây giờ đang là 11 độ C. Nhưng mà các vận động viên của thị trấn Nhiên vẫn cứ liên quân đông đủ. Hiện bây giờ là đang khởi động, để chuẩn bị bước vào một trận đấu có một cái độ gà lớn. Các vận động viên đang khởi động để làm lóng già lóng dẻo để bước vào thi đấu một trận đánh cá độ với những dây bò húc hoặc là một con gà nướng để cho thêm tinh thần thi đấu. Như vậy là có một cái kèo này là 3 người chấp 6 người. Đội 3 người gồm có Hữu Đảng, Sách Thịnh và Đình Thao. Đình Thao đây ở bên 3 chấp 6 cơ. Bướng đấy. Chấp 6. Đội bên 3 gồm có Hữu Đảng, Sách Thịnh, Đình Thao. Giới thiệu đội hình 6 người gồm có Sách Cường, Hữu Toản, Thế Chiến, Nguyễn Xuân Hạnh, Nguyễn Sách Đạt và Diêu Sinh. Vẫn đang vào thời gian khởi động để bước vào trận đấu. Trận đấu rất chuẩn bị bắt đầu. Bên đội 3 người được quyền phát bóng trước. Hữu Đạt chuẩn bị phát bóng. Đánh băng lên nút cục cục mà. Đây khởi động mà trận đấu vẫn chưa được bắt đầu. Rồi sẽ là phát bóng. 1-0 cho đội 3 người. Rồi, sau này tấn công được ăn điểm không? Rồi, 2-0 cho đội